365 ngày cùng các thánh học trường Giê-xu. Ngày 145. Lời về Chúa Giê-xu trong Tin mừng Gioan, chương 3, câu 32. Người làm chứng về những gì người đã thấy, đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của người. Ai nhận lời chứng của người thì xác nhận Thiên Chúa là đấng chân thật. Lời của Thánh Augustino: đó là niềm vui trong Ngài. Lạy Chúa, đấng là chân lý, là sự sáng soi, niềm hạnh phúc của tâm hồn con. Lạy Thiên Chúa của con, sự sống thánh thiện ấy hẳn nhiên là tất cả của cuộc sống này. Chỉ mình Ngài là đấng thánh. Niềm vui trong chân lý hẳn nhiên là tất cả. Học với Chúa Giê-xu. Chân thật là bài học của chúng ta ngày hôm nay trong ngôi trường Giê-xu. Chúa Giê-xu đến thế gian để sống và làm chứng cho sự thật. Và những ai sống trong sự thật thì thuộc về Người. Chính Ngài là ngôi lời ánh sáng, phản chiếu sự thật. Những kẻ không bước đi trong ánh sáng sự thật sẽ không thuộc về Người. Hơn thế nữa, họ còn chống đối và kết tội Người. Sự thật và công lý ngày hôm nay như cái gì đó thật xa vời. Con người thời nay tìm đủ mọi cách thế để tìm kiếm lợi ích cá nhân, có địa vị trong xã hội, giàu sang, bất chấp những phương thế nghịch với lương tâm mình. Họ không còn nhạy bén với tiếng nói của lương tâm. Họ không để cho lòng mình lắng nghe những lời nói đứng về phía sự thật, bởi vì sự thật thường làm mất lòng, và sống thật thì phải chịu nhiều thiệt thòi. Chính Chúa Giê-xu đã can đảm lên tiếng, đứng về phía sự thật, dù phải trả giá bằng chính cái chết của mình. Mỗi người chúng ta cũng hãy noi gương Chúa Giê-xu, biết đứng về phía sự thật, can đảm sống thật và làm chứng cho sự thật, hầu xứng đáng là con cái của Người. Cùng với Thánh Augustino, chúng ta hãy tìm kiếm niềm vui trong sự thật. Như lời cầu nguyện của Thánh Nhân: đó là niềm vui trong Ngài. Lạy Chúa, đấng là chân lý, là sự sáng soi, niềm hạnh phúc của tâm hồn con. Lạy Thiên Chúa của con, sự sống thánh thiện ấy hẳn nhiên là tất cả của cuộc sống này. Chỉ mình Ngài là đấng thánh. Niềm vui trong chân lý hẳn nhiên là tất cả. Nguồn vui,
bình an và hạnh phúc khi chúng ta sống thật lòng với chính mình và với người khác. Dù giữa dòng đời đen tối và tội lỗi, chính mỗi Kitô hữu hãy là ngọn hải đăng để soi chiếu và dẫn đường, đưa những con người lầm lạc trở về với Chúa, với niềm cậy trông và tin tưởng. Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chúng ta hãy mạnh mẽ tiến bước, đừng e dè ngần ngại, vì chỉ có sự thật và nói sự thật mới đem lại nguồn bình an đích thực cho tâm hồn. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã dạy cho chúng con biết sự thật là gì. Tuy nhiên, đôi lúc chúng con không dám lên tiếng để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như cho người khác, vì sợ hãi hay vì lý do nào khác. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một đức tin mạnh mẽ, một niềm cậy trông vững vàng và một lòng yêu mến Chúa nhiệt thành, để chúng con ngày càng ý thức sống thật trong cách sống, trong lời nói cũng như trong việc làm, hầu làm sáng danh Chúa giữa xã hội hôm nay. Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy sự thật, chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Thánh Augustino, xin cầu cho chúng con. Hồn sống với Chúa Giêsu. Bạn và tôi hãy cùng nhau xây dựng nước Thiên Chúa ngay tại trần thế này, bằng cách làm chứng cho chân lý và sự thật, qua việc sống thật, nói thật, làm thật. Đôi khi thật khó để chấp nhận điều đó, đòi hỏi chúng ta phải thật khiêm tốn để nhìn nhận sự thật chính mình. Hãy để Chúa Giêsu hướng dẫn cuộc đời bạn, để cho người bước vào đời sống của bạn. Bạn sẽ được bình an và hạnh phúc. Hãy subscribe.
Chúa xin ban bình an trong lúc thương đau, bình an trong phút khổ sâu, bình an cho thế giới bất bình, giao tranh và nhiều đổi thay. Bình an, chúng con khát khao nhận bình an của Chúa. Thương xót